cái gì? Thì tuyến nội tiết sơ bộ như giải phẫu chúng ta đã nói rồi, như Hiếu vừa nói rồi. Và thứ hai nữa là hormone nó là cái gì? Nha, tuyến nội tiết là gì? Hormone là gì? Và hormone nó được tác dụng như thế nào? Nó phải thông qua chất tiếp nhận. Đấy. Và thông qua cái chất tiếp nhận này thì cơ chế tác dụng của nó được bài tiết như thế nào? Và được tác dụng như thế nào? Cái cơ chế tác dụng của nó như thế nào? Và nồng độ của nó có được ổn định ở trong máu hay không? Để thông qua cơ chế điều hòa nha, thông qua cơ chế điều hòa. Là khi nồng độ nó ổn định trong máu rồi thì lúc đó chúng ta sẽ xét vào, chúng ta phải xem bản chất hóa học của nó là gì. Tại sao lại nói bản chất hóa học? Vì bản chất hóa học này nó quyết định nên cơ chế điều hòa bài tiết của hormone nha. Thứ hai là xem tác dụng của nó như thế nào. Và mỗi một anh này thì nồng độ ổn định ở trong máu là do cơ chế nào nó điều hòa. Đấy. Nào thế bây giờ bạn bạn nào nào, bây giờ bạn một bạn khác lại đọc của cô xem nào. Phương Anh nào, Ngô Thị Phương Anh nào. À, Ngô Phương Anh của lớp 3 rồi. Nguyễn Quỳnh Mai lớp B đây. Lớp A ở lớp 2 đây. Nguyễn Quỳnh Mai có đây không? Nguyễn Quỳnh Mai có không? Quỳnh Mai không có à? Ừ, đấy, là vắng nha. Dạ, cô ơi, là em vừa bị đơ cô ơi. Hả? Máy bị đơ á? Vâng Ừ. ạ. Được rồi. Thế thì đọc cho cô cái mục tiêu thứ hai xem là chúng ta sẽ học những cái gì. Đây là phần trọng tâm chính của bài nha. Tiêu 1, mục tiêu 2 là cái trọng tâm chính của chúng ta, nó rơi vào trong đoạn này. Đọc cho cô cái mục tiêu 2 xem. Mục tiêu 2 là trình bày được bản chất hóa học và tác dụng điều hòa bài tiết Hormone. vùng hormone vùng dưới đồi tuyến yên, tuyến giáp cận giáp, tụy nội tiết và tụy thượng thận. Tủy thượng thận, tuyến Vâng. thượng thận ấy nha. Tuyến thượng thận, tuyến thượng thận nó có hai hai phần, phần vỏ và phần tủy, nhưng người ta nói chung nó là tủy thượng, vâng, tuyến tuyến thượng thận nói chung. Còn tủy thì nó là phía sâu bên trong, còn vỏ thì nó là một cái bên ngoài nha. Thế như vậy ở đây chúng ta phải xét về bản chất hóa học này, về tác dụng này, về cơ chế điều hòa bài tiết của mấy tuyến ở đây đây. Như thế là nó có mấy tuyến? Mấy tuyến nội tiết? Đếm cho cô xem có mấy tuyến nội tiết. Tiếp nào Mai đâu? Mai đâu? Ờ đây ạ. Ừ, cái Có tiếp xem bốn nào. tuyến. Mấy? Bốn tuyến ạ. Có bốn rồi à? Sao lại bớt đi đâu của cô nhiều thế? Đâu? Điểm lại xem nó có mấy nào. Mấy tuyến? Sáu ạ. Sáu chứ. Vùng dưới nồi là một nhá. Vâng. Tuyến yên này, tuyến giáp này, tuyến cận giáp này, tụy nội tiết này và tuyến thượng thận nhá, là 6 tuyến. Đấy. 6 tuyến thì tùy thượng thận nó lại còn có tách ra làm hai cơ, là hai phần khác nhau. Thế ngoài ra nhá, ngoài ra thì chúng ta còn phải hiểu thêm một số những cái hormone địa phương nữa, là hormone ngay tại chỗ ấy. Đó là histamine và prostaglandin. Đó, hai anh này thì nó liên quan rất nhiều tới lâm sàng. Sau này các bạn đi lâm sàng và chúng ta sẽ thấy là histamine và prostaglandin này là hai hormone rất quan trọng, vâng, rất quan trọng. Và chúng ta thấy là thường ở trên lâm sàng nó có những cái điều hòa, vâng, điều hòa. Thông thường thì hai anh đến điều hòa rồi, nhưng nếu bây giờ cơ thể chúng ta không tự điều hòa được bởi những cái hormone của nó ấy, thì lúc đó nó biểu hiện ra bên ngoài những cái triệu chứng lâm sàng nhé, triệu chứng lâm sàng đó là mục thứ tư. Vào cái mục tiêu thứ tư ấy là vào giải thích được một số những cái triệu chứng của các bệnh nội tiết thường gặp vào dựa trên tác dụng của hormone. Nhưng mà cái này là khi chức năng của nó bị rối loạn nha, chức năng rối loạn thì chúng ta phải giải thích được. Ví dụ như là đối với quá trình chuyển hóa đường chẳng hạn, vào chuyển hóa đường thì tại sao đường máu, vào đường máu nó lại tăng lên hoặc nó giảm đi? Và khi đường máu tăng hoặc giảm thì lúc đó nó có biểu hiện
ra bên ngoài như thế nào nha, ra bên ngoài như thế nào, lúc đó chúng ta phải hiểu được để chúng ta giải thích cái hiện tượng này. Nào, thế vào phần đầu tiên đó là đại cương về tuyến nội tiết đó. Thế thì tuyến nội tiết nó là cái tuyến như thế nào nhỉ? Nào, một bạn đọc cho cô cả cái phần định nghĩa này nhé, và nói tóm lại của cô xem là chúng ta cần chú ý cái gì ở đây. Nào, đâu rồi bạn Quỳnh, Đoàn Quỳnh Anh nha, cô xem nào. Đoàn Quỳnh Anh đâu? Dạ em có Ừ, Quỳnh Anh đọc cho cô xem nào. Cái nội tiết nó là gì? Hormone nó là gì? Và nó có đặc điểm gì quan trọng cần phải chú ý? Nào. với cô định nghĩa tuyến nội tiết là tập hợp các tế bào bài tiết sản xuất ra Hormone. HG từ Hormone. máu không có ống dẫn. Ờ. Hormone là những chất hóa học Hóa do học. nhóm tế bào hoặc một tuyến nội tiết sản xuất ra, thấm Ừ. vào máu hoặc dịch mô và có Tác dụng sinh học. tác dụng sinh học với các tế bào khác của cơ thể. Ừ. Đặc điểm của hormone là có Receptor. Đây là chất receptor nhé. đặc hiệu, hoạt Ừ. tính sinh học cao, tác dụng qua Enzyme. enzyme, Qua có thể điều hòa hệ enzyme. điều hòa hệ enzyme, có thể tác dụng chéo, có cơ chế điều hòa. Ừ. Thế đọc như thế em hiểu được cái gì ở đây? Tuyến nội tiết là tuyến như thế nào? Nói tóm lại tuyến nội tiết nó là tuyến như thế nào? Tuyến nội tiết là tập hợp các tế bào bài tiết Ừ. Nhưng mà nó sản làm sao cơ? Nó làm xuất sao? Cái đặc điểm của nó có cái đặc điểm gì mà chúng ta cần phải nhớ ở đây, nó khác so với các nơi khác? Ví dụ như là tuyến tiêu hóa thì chúng ta đã học rồi nhá. Dịch tiêu hóa được bài tiết từ tế bào, nó giống như này thôi, nhưng mà nó được đổ ra đâu? đổ Tiêu ra hóa hả? Tiêu hóa cơ, tiêu hóa. enzyme tiêu hóa, dịch tiêu hóa ấy, sau khi được bài tiết từ tế bào của nó rồi thì nó được đổ ra đâu? Nó đổ đâu nhỉ? Lòng của ống tuyến, có đúng không? Từ lòng ống tuyến nó tác dụng rồi sau đó nó mới có tác dụng quay trở lại máu cơ, chứ cái này thì nó lại không. Anh này là gì? Đặc điểm của anh này là gì đây? Đổ vào máu ạ. Ừ, đổ trực tiếp vào máu nhá, do nó không có ống dẫn cho nên đổ trực tiếp vào máu đấy. Đấy là một cái nhá. Cái thứ hai là hormone ở đây nó là gì, nó có cái đặc tính gì đây, nó có đặc tính gì ấy? Thấm vào máu hoặc dịch mô. Không, đấy thì là trực tiếp vào máu rồi thì bên trên nó đã có rồi, còn cái gì mới là cái khác chứ. Tác dụng sinh học cao nha, tác dụng sinh học cao, và nó có đặc điểm gì đấy? Đặc điểm này là cần phải nhớ đấy này, đặc điểm là gì, Có có gì? Receptor đặc hiệu là cái chất tiếp nhận đấy, cái chất cảm thụ đặc hiệu, cái chất tiếp nhận đặc hiệu, còn gì nữa, nó tác dụng gì? tác dụng qua điều hòa hệ enzyme, Ừ. thì tác dụng chéo, Ừ, nó có có thể cơ chế điều có cơ hòa. chế điều hòa nha, có cơ chế điều hòa. Đấy là những cái các bạn gạch chân là cô mấy cái chữ thôi. Thứ nhất là nó không có ống dẫn, nó đổ trực tiếp vào máu. Nó là chất mà có tác dụng, hormone là chất có tác dụng sinh học cao với tất cả những tế bào ở trong cơ thể nhé. Nhưng mà nó lại có những cái đặc điểm riêng của nó, đó là không phải một hormone mà tác động lên toàn cơ thể được đâu, mà là gì? Nó có receptor đặc hiệu. Cái receptor đấy nằm ở đâu? Tí nữa chúng ta sẽ nói. Anh này tác dụng qua điều hòa hệ gen. Đấy, hormone lại tác dụng qua điều hòa hệ gen. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì đấy? Nó có tác dụng trực tiếp được ngay không? Nó phải thông qua một chất truyền tin thứ hai nha. Thông qua chất truyền tin thứ hai mới mới có được. Thế do vậy cho nên phần này là phần chúng ta cần chú ý trong phần khái niệm này. Đấy, khái niệm nó chỉ có như thế thôi, mấy cái ý. Đấy. Nhớ chưa nào? Có mấy ý các bạn? Cả một đoạn dài này nhưng mà nó chỉ có mấy ý thôi, mấy cái chữ thôi mà chúng ta cần nhớ nhé. Một bạn nhắc lại cô xem thế nào, xem có nhớ được cái gì nữa nào.
Nguyễn Thành Nam đâu? Nguyễn Thành Nam có không? Có Ừ, Nam nhắc lại cho cô xem nào. ạ. Cô tuyến nội tiết là tập hợp của các tế bào bài tiết ạ, và sản xuất hormone đi vào máu. Còn hormone là những chất Cái gì nữa? Cái gì nữa mới là cái quan trọng? và không có ống dẫn ạ. Ừ. Ông môn là gì? Hormone là những chất hóa học do một nhóm tế bào hoặc một tuyến nội tiết sản xuất ra, thấm vào máu hoặc dịch Ôi, mô. không phải nhắc lại cái này nữa vì bên trên nó cũng đã có hàm ý rồi. Thì ông môn nó là cái gì đây? Nó là một cái chất hóa học này mà có tác dụng sinh học cao. Ừ. Nhưng mà nó lại có đặc điểm khác, đó là gì? Có tác Receptor, dụng receptor đặc đặc hiệu. hiệu, Gì nữa? tác dụng qua điều hòa hệ enzyme ạ. Đúng rồi, đấy nha. Đấy, cái đấy là cái chỉ cần nhớ mấy ý thôi, không phải học hết tất cả từ ngữ ở trong này, mà chúng ta chỉ cần xem những cái từ nào nó nổi bật nên gạch chân cho cô đấy. Bây giờ nó thành bài của các bạn rồi, các bạn gạch chân mấy ý để chúng ta nhớ nhé. Nào, về phân loại hormone thì người ta phân ra làm hai loại. Loại thứ nhất đó là hormone tại chỗ, và loại thứ hai là hormone có tuyến nội tiết. Hormone tại chỗ thì nó có ít thôi, ví dụ như là histamine, như prostaglandin, như CCK. CCK này chúng ta đã nói ở chương nào rồi đây, cholecystokinin là CCK, chúng ta nói ở đâu rồi Cytokine nhỉ, đến gì rồi, ở hệ gì, hệ chương tiêu nào hóa, đấy, chương nào vừa học hôm trước, hóa chương nào nhỉ, cytokine hả? thì nói về tiêu hóa. Đúng rồi, tiêu hóa. Ừ. Tiêu hóa chúng ta nói rồi nhá, cholecystokinin. Đấy là những hormone tại chỗ, có đúng không? Hormone tại chỗ được gọi là hormone địa phương. Loại thứ hai là do các tuyến nội tiết nó bài tiết ra. Vâng. Đấy, tất cả những tuyến nào bài tiết đến này thì nó đều có, vâng, được bài tiết ra, thì nhóm thứ hai là nhóm tuyến nội tiết. Nhưng xét thứ ba đó là về bản chất hóa học. Tại sao lại xét về bản chất hóa học? Thì như ban nãy trên phần đầu cô đã nói rồi, là dựa vào bản chất hóa học này nó quyết định cái gì nhỉ, cơ chế tác dụng của hormone. Cho nên phần bản chất hóa học này người ta chia nó thành ba loại. Loại thứ nhất là hormone có bản chất là steroid. Steroid nghĩa là như nào? Hóa sinh ta học rồi đấy, là nó được tổng Là hợp nó từ cholesterol, có đúng không? Thế thì trong hệ thống tuyến nội tiết này nó có hai loại. Loại thứ nhất đó là hormone của vỏ thượng thận nhé, hormone của vỏ thượng thận. Và hormone thứ hai đó là nhóm hormone sinh dục, thì có bản chất là steroid. Thế còn lại, vâng, còn lại phần lớn các tuyến từ vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến cận giáp, tuyến tụy nội tiết, vân vân, thì anh này có bản chất là protein, peptide. Vâng, là protein. Một anh là steroid nhé, một anh protein nhé. Thế thì giữa steroid và protein này là hai anh có cơ chế tác dụng sẽ khác nhau. Vâng. Vì bản chất này nó quyết định về cơ chế điều hòa bài, vâng, cơ chế điều hòa bài tiết hormone. Vâng. Cơ chế tác dụng của hormone, vâng, cơ chế tác dụng của hormone. Thế về steroid và một cái loại nữa đó là dẫn chất của acetamin là tyrosine, thì có hormone của tủy thượng thận và hormone tuyến giáp. Đấy là hai anh này thì lại được là những dẫn chất của acetamin là tyrosine. Thế thì giữa anh này với cái steroid này nó cùng cơ chế nha, cùng cơ chế. Còn anh bản chất protein này là cơ chế riêng, cơ chế khác. Đây. Thế thì chất tiếp nhận của hormone tại tế bào đích nó là như thế nào? Thì mỗi một cái hormone này đến tế bào đích nó sẽ kết hợp với một receptor trên bề mặt hoặc là trong tế bào. Thì trong tế bào, vào ở đây thì chúng ta hiểu đây nó tạo thành cái gì? Ở trong là trong chỗ nào ấy nhỉ? Trong tế bào nghĩa là trong chỗ nào đấy? Dạ, cô có Trong tế bào thể là phần nào đây? Phần nào là trong tế bào? nhân tế bào Bảo tương. Ở bào tương và đâu nữa? bệnh nhân. Nhân, đúng rồi, nhân tương và bào tương. Thế là receptor, vào receptor có thể nằm ngay trên bề mặt của màng, nhưng cũng có thể nó sẽ nằm ở đâu? Bên trong ạ. Bào tương hoặc là
nhân nhân tượng, nhân tượng. Đấy, hormone đặc hiệu với cái chất tiếp nhận này, mỗi một loại là nó có cái chất đặc hiệu, tí nữa chúng ta sẽ nói ở phần sau. Đấy, đấy, từ bản chất này, có chất tiếp nhận rồi này, thì cơ chế tác dụng của hormone nó sẽ như thế nào? Nha, như giờ ta nói đây nhé, là bản chất nó quyết định nên cơ chế tác dụng của anh này, đúng không? Thế thì chúng ta xem cái nhóm thứ nhất, đó là tác dụng thông qua vào chất truyền tin thứ hai. Thông qua chất truyền tin thứ hai thì tất cả những anh nào có bản chất là protein hoặc peptide nha, tất cả hormone có bản chất là protein hoặc peptide thì thông qua chất truyền tin thứ hai. Đây, chất truyền tin thứ hai ở đây nó chính là AMP vòng. Mà AMP vòng thì lại được sinh ra từ đâu? Được sinh ra từ đâu? Từ ATP. Nào, thế một bạn đọc cho cô cái ATP viết tắt của cái gì và AMP vòng đóng vòng ở vị trí thứ bao nhiêu? Mà tại sao nó lại có cái phản ứng này xảy ra? Thì chúng ta thấy là từ hormone nhé, từ hormone này sau khi nó được bài tiết từ các tế bào của nó nhé. Đấy, do các loại tế bào tập hợp của nhóm tế bào nó bài tiết ra đổ trực tiếp vào máu và từ máu này nó sẽ đi đến đến tế bào đích. Thế tới tế bào đích này thì nó sẽ gắn với receptor đặc hiệu có ở trên bề mặt của màng này để tạo thành một cái phức hormone receptor nha. Hormone và chất tiếp nhận này là hormone receptor. Rồi hormone receptor này sẽ hoạt hóa protein G, rồi anh này sẽ hoạt hóa adenine cyclase có ở màng của tế bào, có trong màng tế bào, dạng chưa hoạt động thành dạng hoạt động. Đấy, nó hoạt hóa adenine thành dạng hoạt động. Và khi adenine cyclase đã hoạt động rồi, nó sẽ chuyển ATP thành AMP vòng nha, AMP vòng. Nào, thế bây giờ một bạn đọc cho cô xem là cái tên viết tắt của ATP nó là cái gì và AMP vòng đọc là gì? Adenosine. Diệu Linh đâu? Nguyễn Diệu dạ, Linh. Ừ, Linh đọc cho cô xem nào. Cô ATP viết đều là adenosine triphosphate. Triphosphate đúng rồi. Thế còn AMP vòng? AMP là adenosine monophosphate. Đúng rồi, nó đóng vòng ở vị trí thứ mấy nhỉ? Ừ, mấy? Đấy, nhìn trên cái hình mà có ngay trên cấu tạo cái này là phần phần gì rồi? 3,5. Ừ, 3,5 phẩy nhá. Đó, 3 phẩy đâu mà 5 phẩy đâu. Đấy, chúng ta nhìn trên cái hình nó có sẵn đấy rồi. Thì cái này đáng lẽ là hóa sinh chúng ta phải thuộc đây này. Nhưng đây cô nhắc lại cho các bạn này, 3,5 phẩy đây. Có đúng không? 3,5 phẩy. Nó đóng vòng ở cái vị trí này cho nên lúc này AMP vòng nó sẽ phát huy tác dụng của hormone. Hormone đến đây nó lúc này nó mới phát huy tác dụng, đó là gì? Là hoạt hóa protein kinase. À, mà protein kinase để làm gì nhỉ? Để làm gì đấy các bạn? Hoạt hóa protein kinase này mà dưới dạng hoạt động thì nó sẽ thúc đẩy quá trình gì đấy? Thúc đẩy quá trình gì nhỉ? Sinh tổng hợp anh nào? Protein này. Ừ. Này sinh học học mãi rồi gì nữa nhỉ? Và các enzyme. Thứ hai là AMP vòng này sẽ làm tăng tính thấm của màng. Tăng tính thấm của màng để làm gì? Tăng tính thấm của màng để làm gì đấy? Tiếp nhận hormone dễ hơn ạ. Ừ, không phải. Bây giờ nó không phải tiếp nhận nữa. Vì hormone đã trở thành như nào rồi? Nó đã hoạt hóa dưới dạng AMP vòng này rồi này. À. Nha. Đã thông qua AMP vòng này để phát huy tác dụng của hormone để làm gì cơ? Làm gì đấy? Làm tăng tính thấm của màng, mà tăng tính thấm của màng với cái gì? Protein ạ. Protein đó là quá trình vận chuyển rồi, với cái gì nữa? Nó có nhiều chứ. Tăng tính thấm của màng đối với cái gì nữa? Với nước này, với vận chuyển các chất này. Ồ, có đúng không nhỉ? Lần trước người ta đã nói rồi nha. Có chưa? Nhớ lại cho cô xem nào. Không có đúng không? Đúng không? Tổng hợp một bài tiết các chất này hoặc làm co và giãn cơ này vân vân và vân vân. Đấy, như vậy và như vậy dưới tác dụng của hormone, và hormone không tác dụng trực tiếp được ngay mà nó lại phải thông qua một loạt các phản ứng như thế này đến khi nó tạo thành AMP vòng
thì AMP vòng này sẽ thay mặt đấy, anh ngọc một này mới phát huy tác dụng ở đây, hoạt hóa protein kinase A và các enzyme khác. Thế do vậy nếu mà các enzyme khác mà cũng được hoạt hóa đi thì nó sẽ thúc đẩy, vì enzyme nó là cái gì các bạn? Điều kiện để xảy ra các phản ứng ấy gì? Các bạn, enzyme nó xúc tác trong một số phản ứng ấy, làm tăng tính đóng của màng, làm tăng tổng hợp và bài tiết và co giãn cơ. Đấy, cho nên nó có rất nhiều những cái vai trò, nhiều những cái tác dụng được phát huy ở đây. Thế sau khi nó phát huy bốn cái tác dụng này xong rồi, một trong bốn tác dụng thôi chứ cũng có thể là có bốn, nhưng cũng có thể là chỉ có một trong bốn hoặc là mấy thôi, chứ không, cũng có thể là tất cả được nhưng cũng có thể là không, có đúng không? Ừ, thế thì sao nhỉ? Thế đến khi nào thì hormone nó sẽ hết tác dụng? Khi nào thì hormone nó hết tác dụng, hay nó cứ tác dụng mãi, dùng một lần thôi mà nó cứ tác dụng mãi được? Nhỉ? Nó có tác dụng mãi được không? Không. Ừ. Khi mà nó phát huy xong tác dụng này rồi thì lúc đó vào AMP vòng này sẽ bị phosphodiesterase phân giải đi. Và phân giải có nghĩa là gì? Nó cắt cái vòng này ra, tháo cái vòng này ra. Khi tháo vòng như vậy thì AMP này sẽ trở thành AMP, sẽ trở thành mạch thẳng nha. Đấy, mạch thẳng. Và mạch thẳng này thì không còn phát huy tác dụng hormone này được nữa. Đấy. Thế là hormone này phải thông qua chất nào để mà phát huy tác dụng của nó ấy nhỉ? Chất nào đây? AMP vòng. Đây người ta gọi là chất truyền tin thứ hai nha. Cái AMP vòng này, 3,5 AMP này, đây chính là chất truyền tin thứ hai. Chất truyền tin thứ hai của anh nào? Của hormone này này. Hormone vào tế bào đích nha, thì phải thông qua anh này mới phát huy được tác dụng. Mà khi phát huy tác dụng xong rồi thì anh này sẽ bị bất hoạt bởi gì? Phosphodiesterase nha. Đây là chất thứ nhất. Vâng, chất thứ nhất. Thằng thứ hai là tác dụng qua tạo canxi, canmodulin. Vâng. Thì khi hormone mà tới màng thì nó luôn luôn đấy, nó cũng gắn với cái chất cảm thụ đặc hiệu đây để tạo thành gì? Hormone và chất tiếp nhận. Và hormone chất tiếp nhận này nó sẽ hoạt hóa cái protein G này. Đấy, hoạt hóa anh này, nó kéo anh này, đây người ta làm cái móc như này, bạn hình dung kéo hai giữa các tế bào với nhau giãn ra. Thế khi giãn ra như vậy thì làm cho cái kênh canxi ở đây nó sẽ như thế nào? Đóng lại hay mở ra? Đóng lại hay mở ra nhỉ? Đóng lại. Hai cái nó kéo nhau ra mà lại là đóng lại à? Đóng hay mở? Mở chứ. Nhìn đây mà lại còn bảo là nó đóng. Có phải không? Đây nhá, cái này nó kéo nhá. Nó kéo anh này lại. Thế nó kéo như thế này thì cái khoảng cách này nó sẽ rộng ra này. Rộng ra có nghĩa là làm cho cái kênh này mở ra. Và mở ra như vậy thì canxi sẽ đi từ đâu vào đâu? Từ ngoài vào trong tế bào. Ừ đúng rồi, vào tế bào nha. Thế vào trong tế bào này rồi thì sao ấy nhỉ? Vào trong tế bào thì sao? Được hoạt hóa tiếp ạ. Nó sẽ kết hợp với canmodulin này này nha. Canmodulin có ở trong bào thương này để tạo thành một cái phức gọi là canxi canmodulin. Mà lúc này anh này mới phát huy tác dụng đây này. Canxi canmodulin này mới phát huy tác dụng của hormone. Hormone vào đây nhá. Đấy, nó lại làm cho anh nào cơ? Làm cho anh nào? Hoạt hóa anh nào đi để cho anh nào vào? Canxi vào để tạo thành cái phức canxi canmodulin. Đấy, lúc này nó mà làm tăng hoặc là giảm tính của enzyme, bằng hoạt tính của enzyme. Đấy, tăng hoặc là giảm hoạt tính của enzyme. Và lúc đó làm tăng hoặc là giảm quá trình chuyển hóa các chất nha. Thế như vậy thì cũng qua một cái chất truyền tin thứ hai, đó là canxi canmodulin. Đấy, làm cho anh này mở cái kênh này ra này, làm tăng cái lượng đi vào này. Đó, tăng lượng đi vào. Đấy, đấy là chất thứ hai. Đấy, thứ ba nó là qua mảnh phospholipid. Mà qua mảnh phospholipid thì hormone này cũng kết hợp với receptor đặc hiệu để tạo thành cái phức hormone với receptor, và lúc này phức này sẽ hoạt hóa phospholipase C. Vâng. Phospholipase C. Thế thì anh này nó tham gia chuyển anh nào đây? Phospholipid này thành những cái phân tử nhỏ. Vâng.
Và những cái chân từ nhỏ này nó chính là chất truyền tin thứ hai để làm gì? Để làm tăng sinh tế bào và làm co cơ trơn. Co cơ trơn ở đâu ấy nhỉ? Cơ trơn nó có ở đâu các bạn? Cơ trơn thường có ở đâu? Ở trong cơ thể chúng ta ấy. Nguyễn Thủy Tiên à? Tiên có đây không? Thủy Tiên có không? Thủy Tiên có đây không? Cô ơi, em ấy vừa xin ra ngoài hay sao ấy ạ? Hoàng Việt Tiến nào? Bạn nào cứ không có đây, cô gọi không có là cô sẽ đánh dấu là không đấy nha. Không phải là bây giờ cứ không, cô không quản lý được như thế này rất là khó. Yeah. Việt Tiến có không? Em có ạ. Ừ, Tiến trả lời cho cô xem nào. Cơ trơn nó có ở đâu? Cơ trơn là có ở các tĩnh mạch, động mạch ạ. Tĩnh mạch, động mạch thôi à? Đâu sơn, nữa? Cắt thành. Cơ mà. Cơ, khối lượng cơ nó nhiều như thế. Không tính, tính động mạch với tĩnh mạch nó đang ít. Đúng rồi, mắt, đâu nữa? Mắt ra, các ừ. Cơ mi. Lớn các cơ trong cơ thể đều là cơ. Cơ trơn. Cơ trơn ở đâu nữa? Ở đâu nữa? Trong phần trước, trong phần tiêu hóa chúng ta đã nói đến chưa? Dạ dày, ruột bàng quang. Ruột cái gì? Có không? Có. Ruột. Ở đấy. Dạ dày thành ruột, tử cung. Ừ. Cơ hô hấp. Không? Nhiều lắm. Cái này thôi được rồi, châm trước là các bạn chưa học mô phôi. Sau học mô phôi là không được trả lời không đúng, nhớ chưa? Đấy, vì sau này có rất nhiều những cái phần nó liên quan tới sự co cơ hoặc là giãn cơ mà lúc đó chúng ta cần phải can thiệp. Nào, những phân tử nhỏ nó còn làm tăng sinh tế bào. Tăng sinh tế bào nghĩa là như thế nào ấy nhỉ? Các bạn nhỉ, tăng sinh tế bào nghĩa là như thế nào? Cái từ tăng thôi là tăng lên này, sinh là gì? Sinh sôi nảy nở ra ấy. Tăng sinh tế bào thì ở chỗ nào thì cần tăng sinh? Bây giờ cơ thể chúng ta có cần tăng sinh không? Ví dụ như là các tế bào bị tổn thương tăng sinh để... Ở đâu? Mô bị tổn thương ạ. Ờ, mô tổn thương đúng rồi, ở đâu nữa? Bây giờ không tổn thương nó có không? Cho đến bây giờ như cơ thể các bạn còn tăng sinh nữa không? Còn. Còn chứ? Dạ, vẫn còn đấy. Bây giờ thì nó ít hơn thôi. Chứ vẫn còn. Thế còn với người bệnh thì đúng rồi, ở những mô tổn thương. À, hoặc là ở phụ nữ có cần tăng sinh không? Cần tăng sinh có. Bây giờ nó không cần nữa. Có chứ. Có chứ. Giờ có. Đó là cái gì? Ờ, có cái lúc mà đẻ đấy ạ. À? Đẻ thôi à. Em thấy có lúc đẻ ấy, cái cơn co tử cung ấy là mình tiết nhiều cái oxytocin hơn. À, cơ co tử cung. Ừ. Không, cô đang nói về cái tác dụng tăng sinh cơ. Tăng sinh cơ. Nha, bây giờ tăng sinh tổn thương như ban nãy bạn gì nhỉ? Bạn Tiến nói thôi nhá, Tiến vừa nói đấy. Tiến vừa nói là mô tổn thương nhá. Thế khi tổn thương thì có phải là muốn đẩy lên được thì từ cái lớp tế bào đáy ấy, anh này nó phải tăng sinh mà nó đẩy dần lên. Có đúng không nhỉ? Hoặc là khi chúng ta phẫu thuật nhá, sẽ phải cắt đôi rạch cái đường ra như thế này. Nhưng làm sao nó lại liền vào với nhau được? Thì do những tế bào này tăng sinh và nó kết dính lại, nó liền vào với nhau được và đẩy lên tạo thành cái tổ chức sẹo ấy nhá. Đấy thì nó phải có tăng sinh nó mới hồi phục được, còn không có tăng sinh không hồi phục được. Nhưng trên cơ thể bình thường vẫn có khả năng tăng sinh xảy ra, đó là gì? Ở nữ giới, ở chu kỳ kinh nguyệt nào được sao? Sau bài sau nữa rồi chúng ta sẽ nói phần này. Nếu không có khả năng dày lên đấy hả cô? Hả? Cái thành tử cung nó dày lên đấy. Không, thành tử cung thì nó không dày. Thành tử cung dày chỉ giai đoạn nào thôi. Chỉ giai đoạn nào. Có thai ạ? Ừ, có thai thôi. Nhưng bình thường không có thai nó vẫn phải có quá trình này chứ. Có phải không? Có hiện tượng chảy máu xảy ra, có nghĩa là cái lớp này nó mất đi thì lớp sau lại phải có để mà nó phát triển. Có đúng không? Đây là bài sau chúng ta sẽ nói phần này. Nha. Thế đấy, như vậy. Vâng, như vậy. Chúng ta thấy là qua chất truyền tin thứ hai nó có mấy thể, mấy loại nào? Và thứ nhất đó là gì? Qua AMP vòng nhé. AMP vòng. Ờ, AMP vòng. Qua thứ hai canxi. Canxi, canmodulin. Acetonin. Ờ, chất thứ ba. Cái thứ ba là phospholipid mảnh. Ờ, những mảnh phospholipid nhé. Đấy, ba cái anh này các bạn nhớ cho cô. Trong
trong cơ chế tác dụng của hormone. Có bản chất là protein. Giờ sang nhóm thứ hai là nhóm có bản chất là steroid và dẫn chất là tyrosin. Là cái tố của tuyến giáp cái gì? Đúng nhỉ? Cái tố tuyến giáp. Thì lúc này nó không phải qua chất chuyển tiếp thứ hai nữa mà nó qua hoạt hóa hệ gen nha. Qua hoạt hóa hệ gen. Thế qua hoạt hóa hệ gen nghĩa là như thế nào? Đây, giờ lại nhìn trên cái sơ đồ này chúng ta thấy nó như thế nào. Nào. Các bạn nhìn trên đây và các bạn thấy nó có điểm khác so với hormone có bản chất là protein ở chỗ nào? Chỗ nào nhỉ? Nhìn trên cái sơ đồ này chúng ta thấy nó khác ở chỗ nào? Nào, Nguyễn Ngọc Chiến có đây không? Chiến có không? Có. Ừ, Chiến nhìn trên cái sơ đồ này thấy nó có cái gì khác không nào? So với cái hormone cơ chế của hormone bản chất là protein, nó khác ở chỗ nào? Là chỗ nào nhỉ? Nhìn thấy khác không? Nào, thế bây giờ các bạn xem nhé, hormone nó có tác dụng với receptor trên màng không? Hay nó nằm ở đâu nhỉ? Receptor bây giờ nó nằm ở đâu? Nằm ở bên ngoài. Nằm ở đâu? Bên trong. Ừ, ngoài hay trong? Bên trong. Không thể là ngoài được. Nha, không thể là ngoài. Mà đấy nhìn đây nó nằm ở đâu rồi? Ở bào tương hoặc là ở trong trong gì đấy? Trong nhân cái gì? Nhân. Ừ, đấy nhá. Đây, cái hormone của chúng ta là cái hình tam giác này này. Còn receptor là cái chỗ đang có một cái chỗ khuyết đây để gắn anh này vào đây. Thì một anh nằm ở đâu? Bào tương nhá. Còn anh nằm ở đâu? Ở trong nhân ạ. Nhân tương, có đúng không? Thế là hormone của chúng ta sẽ đi qua màng để vào bào tương. Và bào tương này một phần nó sẽ kết hợp với receptor có ở trong bào tương để tạo thành phức receptor hormone hay là hormone receptor. Rồi cái phức này sẽ đi vào đâu? Sẽ vào đâu ấy nhỉ? Đi vào trong nhân. Vào trong nhân. Nha, vào trong nhân. Còn con đường khác nữa của hormone đó là nó xuyên qua màng nhân. Vào một loại thứ hai là xuyên qua màng nhân để vào đến nhân tương. Vào nhân tương thì có anh nào đang chờ sẵn đây rồi? Receptor nằm sẵn chờ sẵn đây. Hai này sẽ kết hợp với nhau để tạo thành cũng tạo thành cái phức là gì? Hormone receptor. Rồi cả hai con đường này thì phức này sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình sao chép của chuỗi gì đây? Đây, DNA. Này là gì đây? DNA. Ừ, DNA. Có đúng không? Ảnh hưởng đến quá trình sao chép của chuỗi DNA này. Để làm gì nhỉ? Ảnh hưởng quá trình sao chép này để làm gì? Sao chép để tổng hợp lên mRNA. Và từ mRNA là RNA, thông tin này để làm gì đây? Để làm gì nhỉ? Để thúc đẩy để tổng hợp từ protein mới ạ. Đúng rồi, để tổng hợp protein mới. Và lúc này protein này sẽ phát huy tác dụng đây này nha, phát huy tác dụng hoặc là làm co cơ hoặc là làm thay đổi tính thấm vân vân và vân vân nha. Đấy, thế như vậy thì giữa hai cơ chế nó có khác nhau không? Có khác nhau nào? Hai cơ chế, một là hormone có bản chất protein và hai là bản chất steroid và những dẫn chất là tyrosin, có khác nhau không? Không. Khác nhau không? Khác nha. Wow. Thứ nhất là receptor của anh kia nằm ở ngay trên màng. Thế còn anh này thì lại nằm ở trong bào tương hoặc nhân tương. Nha. Thế cái bản chất là protein ấy thì nó sẽ tạo thành một cái chất truyền tin thứ hai. Nó có ba loại đúng không? Như ban nãy ta nói rồi. Thế còn anh này thì lại làm sao? Ảnh hưởng tới quá trình sao chép của chuỗi DNA. Để làm gì? Tổng hợp. Đó, sao chép để làm gì đấy? Tổng hợp nên RNA thông tin và từ đó sẽ tổng hợp nên protein. Và protein này sẽ phát huy tác dụng của hormone nha, hormone. Đấy, đấy là cơ chế tác dụng của hormone. Cơ chế tác dụng hormone. Nhớ chưa nhỉ? Cơ chế tác dụng hormone theo con mấy? Theo mấy con đường nào?
Đâu mấy đường ấy nhỉ? Đâu hết rồi? Lại đi đâu hết rồi? Hai. Có hai con đường cô. Ừ. Rồi, thế bây giờ hormone bằng nồng độ có phát huy được tác dụng của nó ở trong máu hay không, trong cơ thể chúng ta hay không ấy, nó phụ thuộc vào cơ chế điều hòa nồng độ của tiết dịch tăng hay là giảm này nha. Này, về cơ chế điều hòa bài tiết nó theo một cái vòng này. Đây một cái sơ đồ này. Cái sơ đồ nhìn trên sơ đồ này nó có mấy cái vòng các bạn? Đây nhìn trên này là có mấy vòng? Mấy vòng nào? Mấy vòng điều hòa? Mấy? Đếm thôi. 3 vòng một phút. Rồi 3 vòng. Vòng thứ nhất. Nào, vòng thứ nhất nhá là từ hypothalamus này xuống tuyến yên này, đến tuyến đích. Tuyến đích này nó sẽ bài tiết ra hàm lượng hormone trong máu. Và khi nồng độ hormone trong máu này mà tăng lên thì nó lại theo chiều ngược trở lại này để điều khiển lại tuyến yên, điều khiển lại hypothalamus. Đây là điều khiển theo vòng dài. Vòng long feedback nha. Đấy, cơ chế điều hòa đây, điều hòa ngược từ dưới lên trên, người ta gọi là feedback. Vâng, feedback. Loại thứ hai là từ tuyến yên này, nó điều hòa lại hypothalamus. Từ tuyến yên điều hòa lại hypothalamus, thì đây người ta gọi là vòng ngắn. Vòng ngắn, ngắn là gì nhỉ? Đó. Là long rồi, thì anh này là short. Feedback. Thế còn loại thứ ba là ngay chính bản thân hypothalamus này, các hormone nó tự điều hòa lấy thành hypothalamus. Đấy là vòng cực ngắn. Vòng cực ngắn. Thế như vậy chúng ta thấy là điều hòa về nồng độ hormone nó có 3 cái vòng điều hòa. Điều hòa thứ nhất là vòng dài, điều hòa vòng thứ hai là vòng ngắn, và loại thứ ba là vòng cực ngắn nha, vòng cực ngắn ngay chính bản thân hypothalamus này nó điều hòa lấy. Đấy chính bản thân nó. Vòng dài là từ tuyến đích này, nồng độ hormone khi mà tăng lên sẽ ức chế lại tuyến trên. Thế ở đây về cơ chế điều hòa thì người ta thấy là cái vòng điều hòa này nó có thuộc hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất đó là điều hòa ngược âm tính, và điều hòa thứ hai đó là điều hòa ngược dương tính. Thế nào gọi là âm tính và thế nào gọi là dương tính? Nào, thế như bây giờ chúng ta nói đây là cứ tuyến dưới này mà tăng ức chế lại tuyến trên thì đây chính là điều hòa ngược âm hay dương tính? Âm tính nha. Nên đây gọi là âm tính. Cái tuyến dưới này, tuyến đích này mà tăng thì nó ức chế lại hypothalamus, ức chế lại tuyến yên, làm cho hai anh này giảm tiết các tuyến, và lúc đó tuyến đích này cũng giảm. Giảm tiết hormone của tuyến đích. Và giảm tiết hormone tuyến đích như vậy thì nó có ức chế lại tuyến trên được nữa không? Có ức chế nhưng mà. Các bạn. Ôi, lại của em phần này không ạ? Chỗ em mạng kém. Mạng kém. Từ cái đoạn mà hypothalamus cái từ từ điều hòa lại ngược nó thì cái nhá. Chỗ điều hòa âm ấy cô. Âm tính nhá, là hypothalamus nó sẽ bài tiết kích tố để điều khiển tuyến yên này bài tiết ra kích tố, và kích tố của tuyến yên sẽ kích thích tuyến đích này bài tiết ra hormone của tuyến đích. Chốc nữa vào cái hormone cụ thể rồi chúng ta sẽ nói. Vâng, ở đây là các bạn hiểu là cứ theo cái vòng xuôi này thì hàm lượng của hormone tuyến đích này tăng lên hay là giảm đi? Tăng. Khi nó tăng như vậy thì nó lại ức chế lại hypothalamus. Thế như vậy ức chế hypothalamus thì hypothalamus còn bài tiết ra kích tố của nó được nữa không? Không. Ừ. Nó giảm tiết đi. Và giảm tiết như vậy thì tuyến yên cũng sẽ giảm tiết. Giảm tiết như vậy thì tuyến đích này nó cũng lại làm giảm bài tiết hormone của tuyến đích. Có đúng không? Khi mà hormone tuyến đích này giảm đi như vậy thì nó có ức chế lại được tuyến trên nữa hay không? Không, ức chế không. Không, và nó lại bắt đầu bài tiết. Đúng, lại bắt đầu bài tiết kích tố. Mà kích tố được bài tiết thì nó lại kích thích tuyến yên lại kích thích tuyến đích lại bài tiết anh này. Thế mà cứ theo vòng điều hòa này thì vòng này thì theo cơ chế điều hòa ngược âm tính này sẽ duy trì nồng độ hormone ổn định ở trong máu. Đấy, cứ như thế thì nó đảm bảo được nồng độ hormone ổn định được ở trong máu. Và khi nó ổn định trong máu thì nó phát huy được tác dụng của nó. Cái tác dụng của mỗi một loại hormone đó là cái gì thì tí nữa sang phần sau chúng ta sẽ nói nhé.
Câu thứ hai là không phải lúc nào cũng cứ là âm tính đâu. Có những lúc cần phải dương tính. À, có những lúc cần phải dương tính, cho nên cơ thể chúng ta nó có cơ chế thứ hai, đó là điều hòa ngược dương tính. À, dương tính. Dương tính nghĩa là như thế nào? Là khi hormone tiroid mà tăng thì nó lại làm tăng tiết hormone của vùng dưới đồi và tuyến yên. Và như vậy thì hormone tiroid lại càng ngày càng tăng hơn nữa gì? Vâng. Đúng không nhỉ? Vâng. Như hồi nãy ta nói cái sơ đồ bên trên nhé. Là cứ anh này tăng, vâng, hormone tiroid này tăng thì nó sẽ ức chế hypothalamus và tuyến yên, làm cho tiroid này giảm tiết để duy trì nồng độ ổn định trong máu. Nhưng bây giờ nó lại cần thiết là nồng độ hormone tiroid này lại tăng hơn nữa cơ. Thì lúc này, vào lúc này là nồng độ hormone tiroid này mà tăng lên, nó lại kích thích hypothalamus, kích thích tuyến yên để làm tăng tiết. Và tăng tiết như vậy thì tiroid rõ ràng lại cứ tăng tiết thôi. Nhưng không phải tất cả các hormone đều có cơ chế này, mà duy chỉ có hai loại. Thứ nhất đó là estrogen, đó là kích tố sinh dục nữ, và mới có cơ chế điều hòa này. Và chính estrogen này là nguyên nhân hay là thổ phạm gây nên hiện tượng rụng trứng trong chu kỳ kinh nguyệt. Và có hiện tượng rụng trứng này mới có thụ thai. Còn nếu không có hiện tượng rụng trứng thì có thụ thai xảy ra được không? Không. Không. Đấy. Là trong trường hợp nào, hormone nào mới được tham gia anh này vào cơ chế điều hòa dương tính này. Trường hợp thứ hai là khi cơ thể gặp stress thì cortisol của vỏ thượng thận này sẽ được bài tiết tăng lên. Và so với lúc bình thường này thì có thể nó tăng từ 200 cho tới 400 và có thể 600 lớn hơn. 600 lần lớn hơn. Để làm gì thế? Để làm gì? Để chống sốc, chống stress này. Nha. Chống những cái stress này. Cái cơ chế của nó như thế nào thì sang phần cuối. Phần ACTH cũng như là phần gì cortisol này, chúng ta sẽ nói đến nó. Thế như vậy, với cơ chế điều hòa ngược dương tính này, thì không phải tất cả các hormone đều có nhé, mà duy chỉ có mấy kích tố thôi. Mấy kích tố? Hai. Mấy loại kích tố? Hai. Một là estrogen của sinh dục nữ. Hai. Đó là gì đây? Cortisol. Của vỏ thượng thận. Tham gia vào chống stress để chống sốc. Đấy, nó làm tăng cái dịch lên để làm nâng huyết áp lên ấy nha, để chống sốc. Đấy, hai cái này mới có cơ chế điều hòa dương tính, còn lại sau khi nó phát huy cái tác dụng là dương tính này rồi thì nó lại quay trở lại cơ chế điều hòa ngược âm tính nha, âm tính. Đấy, nếu như mà nó cứ tăng mãi này thì cũng không ổn. Cho nên anh này xong cơ chế này rồi thì nó lại quay trở lại. Quay trở lại nào? Âm tính, điều hòa ngược âm tính. Vâng. Wow. Đấy là về cơ chế điều hòa, vâng, cơ chế điều hòa ngược dương tính và âm tính để đảm bảo nồng độ ổn định ở trong máu hoặc là phù hợp với một số những tình huống cụ thể trong thực tế nha, trong thực tế. Thế bây giờ chúng ta sẽ cái viết tắt cái hormone VDD là cái gì của nó? Cái gì? Cái HRVDD là hormone dưới đồi. Vâng. Dưới đồi hay là hypothalamus nhá. Ở vùng dưới đồi hoặc là hypothalamus. Vâng. Được chưa? Được chưa nào? Rồi ạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Thế bây giờ sang cái hormone vùng dưới đồi. Nào, thế bây giờ học giải phẫu rồi. Vùng dưới đồi nó nằm ở chỗ nào? Nằm ở dưới đồi thị trong não thất, gần não thất 3. Ừ. Không, não giữa, não thất 3 nằm ở chính giữa hệ thống viền. Ừ, đúng rồi. Và nó liên quan rất chặt chẽ với tuyến yên, có đúng không? Theo với trục, vâng, trục dưới đồi tuyến yên. Và chúng ta hôm nay chúng ta nói đến chức năng nội tiết thôi nha, chức năng nội tiết. Thế thì nói đến vùng dưới đồi, các bạn hình dung cho cô giống như một cái dàn nhạc ấy. Để có một cái ông nhạc trưởng. Để làm gì đây? Ông nhạc trưởng này để chỉ huy ạ. Ừ, chỉ huy. Thì cái vùng dưới đồi này nó cũng giống như thế nha, giống như vậy. Nó sẽ đóng vai trò chỉ huy đối với các tuyến nội tiết. Bằng cách nào? Bằng cách là nó bài tiết ra kích tố giải phóng và kích tố ức chế để chỉ đạo tuyến yên. Thế là lại qua trung gian đấy gì? Anh này nó lại không trực tiếp xuống tuyến đích đâu nhé. Đấy, không trực tiếp tuyến đích mà nó chỉ đạo qua tuyến yên. Thế là
vùng dưới đồi này bài tiết ra hai kích tố. Một kích tố giải phóng, đó, người ta viết tắt của chữ RH này, nó chữ viết tắt của chữ releasing hormone nha, releasing hormone. Còn chữ IH là chữ ức chế, là viết tắt của inhibitory hormone. Inhibitory hormone, đóng môn ức chế, một anh làm giải phóng, một anh làm ức chế. Ừ, thế nhìn trên đây chúng ta thấy nó có mấy kích tố giải phóng? Mấy kích tố giải phóng? Ừ, 1, 2, 6 ạ. Đâu? 3, 4, 3. À, 1 nhé, 2, 3, 3, 4 đấy chứ. À, còn bên trên. Ừ, còn ức chế có mấy? Ức chế có một cái. 2. 2 chứ. Không, một này, hai này. À, thế nếu như các bạn đọc ở tài liệu của Quân Y nhé, ở sách của Quân Y á, thì nó có thêm hai kích tố nữa. Đó là PRH. P đây là prolactin, đối với cái kích tố làm giải phóng ra prolactin. Và kích tố thứ hai nữa là MRH, MIH. Đối với quá trình bài tiết kích hắc tố, bằng kích hắc tố của thiếu niên. MSH nha. Đấy là đối với sách của Học viện Quân Y. Vì Học viện Quân Y thì theo trường phái của Nga, đồng theo trường phái của Nga, thì người ta vẫn để là có 6 cái kích tố làm giải phóng và 3 kích tố ức chế. Nhưng sách của Y Hà Nội và theo anh Tân thì chỉ có 4 hình này thôi nha, 4 hình này. Cái TRH này và cái CRH này nó đảm nhiệm hai chức năng đối với hai tuyến nữa. Để tí nữa sang phần tuyến yên chúng ta sẽ nói tiếp nha. Thế như vậy, vâng, như vậy với anh này thì nó rất đơn giản, các bạn đọc qua cho cô thôi nha. Đối với yếu tố làm giải phóng thì nó có 4 kích tố. Và yếu tố chế ở đây có 2 kích tố. Và cái GHRH và GHIH này nó điều hòa bài tiết GH của tuyến yên. Còn TRH này là điều hòa bài tiết anh nào? TSH của tuyến yên. CRH này là điều hòa bài tiết ACTH của tuyến yên nha. GNRH này bài tiết hai kích tố, đó là FSH và LH. Còn PI, PH này nó điều hòa bài tiết prolactin, điều hòa bài tiết prolactin. Thế do vậy cho nên là anh này mới chỉ đạo, vâng, chỉ đạo trừ hai anh này thôi này. Vâng. Thế còn lại nó xuống tới đích. Vâng, đó là GH và prolactin này thì không có tuyến đích nữa. Vâng, không có tuyến đích nữa mà nó tác động trực tiếp luôn qua ngay cái hormone của tuyến yên. Nè, thế bây giờ chúng ta sẽ xem ông môn của tuyến yên nhé. Về điều hòa cơ chế bài tiết của anh này thì nó theo hai cái vòng điều hòa như ban nãy ta nói thôi. Đó, cơ chế điều hòa ngược, vòng dài, vòng ngắn và vòng cực ngắn. Đấy, mấy cái anh này là chúng ta đã nói bên trên. Thế ngoài ra thì nói đến ốc môn của vùng dưới đồi, chúng ta còn nói thêm được hai nữa, đó là ADH và oxytocin. Thế hai kích tố này thì do nhân trên thị và nhân cạnh nó thất nó bài tiết ra. Nhân trên thị và nhân cạnh nó thất nó nằm ở chỗ nào ấy nhỉ? Các bạn nhỉ? Nhân trên thị và nhân cạnh nó thất nó nằm ở chỗ nào? Phần này là phần học ở phần giải phẫu. Có rồi đấy nhé. Trên thị và nhân cạnh nó thất nằm ở chỗ nào? Đâu hết rồi? Lại đâu hết rồi? Dạ. Cô nhắc lại cô, em buồn quá. Sao lại ổn? Gần chỗ em nó đang xây nhà cô ạ. À thế à? Ừ. Có cái mic cắm vào mà nghe thì nó đỡ hơn, đỡ ổn hơn. Nha. Nhân trên thị và nhân cạnh nó thất nó nằm ở đâu? Ở vùng nào đây? Trong não. Não như não nó chung nào? Như não nó chung quá. Ta đang nói ở phần nào đây? Cái đoạn mà trên não thất ba đấy. Ừ, đây là vùng nào? Vùng nào đây? Đang nằm trong vùng nào đây? Vùng dưới đồi ạ. Đúng rồi, dưới đồi hay vùng nào? Nhân trên thị và nhân cạnh nó thấp này nó nằm ở vùng dưới đồi này hay là hypothalamus? Với hai kích tố của nó, vâng, nó sản xuất ra hai kích tố, đó là ADH hay còn gọi là vasopressin, thì tùy tác dụng của nó. Nếu như vasopressin có nghĩa là chúng ta phải nghĩ đến chức năng của nó là gì? Điều hòa về huyết áp. Thế còn ADH, ADH đã nói đến chưa nhỉ? Rồi. Ở đâu nhỉ? Bài tiết nước tiểu. Đúng rồi. Anh này đến
tác dụng ở đâu thì tí nữa sang phần tuyến yên chúng ta sẽ nói tiếp đến nó. Và oxytocin, vâng, hai này sẽ được dự trữ ở thùy sau của tuyến yên, chứ không phải do tuyến yên bài tiết ra nhé. Anh này bài tiết tự nhiên trên thị và nhân cạnh nhau thất ở vùng dưới đồi, rồi nó được đưa xuống thùy sau của tuyến yên để dự trữ ở đây. Nha. Rồi, giờ chúng ta sang phần tuyến yên. Nào, xem bây giờ tuyến yên nó có cái gì. Tuyến yên, thì thùy trước của nó là thùy tuyến để bài tiết ra hormone, còn thùy sau là thùy thần kinh, dự trữ hormone như vừa giờ cũng nói rồi. Nên là chúng ta xem thùy trước nhé. Nào, tương ứng với các kích tố giải phóng và ức chế của hypothalamus thì tuyến yên sẽ bài tiết ra kích tố của nó, kích tố đầu tiên. Nào, nếu như nhận những cái tác dụng của kích tố vùng dưới đồi là GH, RH và GHIH thì tuyến yên sẽ bài tiết ra hormone làm phát triển cơ thể, đó là GH. GH này theo tiếng Anh người ta viết tắt là chữ grow hormone. Grow nghĩa là như thế nào ấy nhỉ? Grow nghĩa là như nào đấy các bạn? Hormone tăng trưởng. Phát triển. Nhưng phát triển này chúng ta hình phải phân biệt được nhé. Nó không phải develop đâu nhé. Mà đây là gì cơ? Grow. Một cái hạt mà chúng ta gieo xuống đất ấy. Hạt gieo đất. Thì anh này nó sẽ như thế nào? Mọc phát triển. Ừ. Đấy. Nó phát triển, nhưng mà phát triển ở đây là nó tăng trưởng dần được. Dần nó lớn lên như thế này. Nha. Chứ không phải phát triển theo nghĩa của develop. Các bạn hình dung của cô không? Phân biệt của cô cái này nhé. Đấy. Ê, bản chất của anh này là protein. Thế bản chất là protein thì cơ chế tác dụng của hormone này là phải qua cái gì rồi? Qua cái gì nhỉ? Đó. Bản chất của nó, bản chất của GH là protein thì cơ chế tác dụng của nó phải thông qua cái gì đây? Thông qua qua receptor hả? Rồi, nhưng mà receptor nó nằm đâu? Trên màng. Màng tế bào. Trên màng nhé. Vâng. Trên màng của tế bào và qua chất truyền tin thứ hai. Vâng. Qua chất truyền tin thứ hai. Tác dụng của nó này, làm lắng đọng protein, làm tăng tốc độ sinh tế bào, làm tăng chuyển tế bào sụn thành xương, tăng sinh tổng hợp protein bằng cách vận chuyển axit amin qua màng tế bào, tăng sao chép DNA và tăng tạo RNA thông tin. Nào, thế bây giờ các bạn cho cô biết xem là tại sao chúng ta lớn lên được này. Thế bây giờ nếu như từ khi chúng ta sinh ra mà thiếu GH thì sao? Thấp. Có cao như bây giờ được không? Đúng. Cao như bây giờ được không? Đấy, ừ. Đấy là cái mà chúng ta cần chú ý nhé. Là gì đấy nhỉ? Là lại nhớ lại cái hình tượng như cô nói ở bài trước rồi. Bài dinh dưỡng, ngay bài đầu tiên. Đó là gì? Là cơ thể chúng ta mới sinh ra thì chiều cao chúng ta chỉ khoảng 48 đến 52cm thôi gì? Mà cân nặng khoảng bao nhiêu thôi? 3,8 2,9 đến 3,6. Đâu, 3, khoảng 3 kg. Vâng. 3 kg. Đây là cân nặng mà. Vâng. Nhưng bây giờ là cân nặng bao nhiêu? Giờ mấy chục ký rồi. Trung bình 50 ký ạ. Rồi, trung bình 50 ký. Thì so với 3 ký mới sinh ra thì chúng ta thấy nó khác nhau quá nhiều chưa? Khác nhau quá nhiều không? Đấy, thế thì cái nguyên liệu mà chúng ta đưa vào tiêu hóa ấy, bằng đường tiêu hóa ấy, nó sẽ nhờ những anh này để làm gì ở đây này? Nguyên liệu để làm gì đấy? Để sinh tổng hợp ạ. Ừ, protein này. Mà làm cho xương nó như thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi. Cứng là một thôi, cốt hóa nó cứng, đúng rồi. Nhưng mà làm sao nữa chứ? Dài lên à. Dài. Đấy, thế mà sụn để thành xương là chỉ có ở xương nào thôi? Chỉ có xương nào? Sụn thành xương thì ở xương dẹp. Ồ, thì chết rồi. Không, xương dài chứ không có ở xương dẹp. Ừ, ở xương dài, chứ đừng nói ở xương dẹp nhé. Xương dẹp thì chỉ là gì thôi. Xương dẹp là nơi mà để sản sinh ra gì? Máu. Ừ, mà hồng cầu. Đấy, là tế bào máu. Thế còn xương dài thì nó mới làm cho chiều cao của chúng ta nó phát triển lên. Đúng không? Ừ. Vậy cho nên là tại sao đến những cái tuổi mà tự nhiên nó cứ dài ngoẵng người ra như vậy. Xong lại còn
Vâng, đẹp phóng độ ra. Đấy là do cái gì đây? Do cái gì? Tăng tổng hợp các protein nữa chứ. Nào, thế tất nhiên là đây chúng ta mới nói được vai trò của GH thôi, chứ còn nhiều cái anh khác nữa nó cũng làm tăng tổng hợp cái này lên. Thế nên mà học là học tổng thể, học tất cả, có đúng không? Đấy, thế là vai trò của anh này nhá. Thế chúng ta mới hình dung ra là nếu như bây giờ trước giai đoạn dạy thì mà chúng ta thiếu anh GH, hoặc là sau giai đoạn dạy thì mà thừa GH, thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Đấy. Đúng GH thì không phát triển được. Ừ, thôi được rồi, cứ suy nghĩ đã, nhá. Thứ hai nữa là tăng tạo năng lượng từ lipid bằng cách là tăng thoái hóa lipid. Thế và như hôm trước cô đã nói với các bạn rồi, là thoái hóa hoàn toàn một phân tử gluco sẽ cho ta được bao nhiêu ATP? 36. Ừ, 38. Rồi cứ đổ đi cho nó 38 ATP đi nha. Ừ, nhưng mà thoái hóa hoàn toàn một triglycerides sẽ cho chúng ta được 146 ATP. Anh nào nhiều hơn? Triglycerides. Ừ, lipid sẽ cho chúng ta được nhiều năng lượng hơn. Thế nhưng mà thực ra trong khẩu phần thức ăn của chúng ta ăn hàng ngày ấy, thì cái lượng lipid này nó có nhiều không? Nó lại không nhiều đúng không? Nó chỉ 15-20% thôi. Thế do vậy trên glucid của chúng ta vẫn là thành phần chủ yếu. Đấy. Tác dụng lên chuyển hóa carbon hydrate làm tăng dự trữ glycogen ở gan, giảm sử dụng glucose và glucose và giảm vận chuyển glucose tế bào. Với ba anh này và với ba tác dụng này trên chuyển hóa hydrate carbon, cho nên GH của tiền niên sẽ làm tăng đường máu. Nào, thế lại nhớ lại đường máu bình thường là bao nhiêu cô nhỉ? Đường máu bình thường là bao nhiêu? Nói lúc nào? Hử? Đói nó bình thường, đói gì nhỉ? Bình thường nồng độ đường bao nhiêu? Thường người ta đo lúc đói, nhưng mấy khi nó no thì nó phải cao rồi đúng không? Ừ. Nguyễn Tuấn Anh xem nào, nói cho cô xem là lượng đường trong máu bình thường là bao nhiêu? Nếu cô đường trong máu bình thường sẽ nhỏ hơn 140 mg trên lít ạ. Cái gì? 120 ạ, 7,8 mg lít ạ. Ta đừng nói một số, bây giờ ta lấy cái khoảng bao nhiêu vẫn là bình thường. Nhỏ hơn nhưng bây giờ nó là 0,5 thì có bình thường không? Nó sẽ từ 5,6 mol lít đến 7,8 mol trên lít ạ. Millimol trên lít. Nếu mà ta tính millimol lít thì nó phải cái khoảng thấp hơn nữa chứ. 39 đến 55 nữa chứ nhỉ? Ừ, 3,9 đến 7 ấy. Bây giờ nó cho phép đến 7 rồi, 6,6 thôi rồi cho đến 7. Rồi, ở trong lâm sàng nha, trong lâm sàng thì coi như là bình thường, có nghĩa là dưới 10 mmol thì tế bào lân gần vẫn có khả năng tái hấp thu tối đa, có đúng không? Tái hấp thu tối đa, nhưng nếu như mà cao hơn nữa thì không có khả năng tái hấp thu tối đa, cho nên nó vẫn đào thải ra ngoài đấy. Nhưng đường máu mà cao là lớn hơn mấy là cao rồi, nằm trong cái khoảng bình thường ấy thôi, còn nếu mà lớn hơn là cao rồi đấy, là phải điều chỉnh đi chứ, nếu mà cứ để không điều chỉnh thì lúc đó nó sẽ rối loạn chuyển hóa, đúng không? Rối loạn chuyển hóa. Ừ, phần này là phải nhớ nhé. Điều hòa bài tiết anh này do hai cái tố của hypothalamus, đó là yếu tố giải phóng và yếu tố chế với GH. Thứ hai, với tác dụng của nó như thế này thì nồng độ đường hoặc là nồng độ axit béo cũng như protein mà giảm kéo dài thì sẽ tăng tiết GH và ngược lại, có đúng không? Và ngược lại. Đấy là kích tố thứ nhất. GH của tiền niên. Đó, GH tiền niên. Kích tố thứ hai là TSH. TSH ở đây viết tắt của chữ thyroid stimulating hormone là hormone. Vâng, làm gì đây? Kích thích cho tuyến giáp này sẽ bài tiết kích tố này. Yeah. Là kích giáp tố. Anh này gọi là hormone kích giáp tố. Với bản chất của nó là glycoprotein. Cơ chế tác dụng của nó vẫn thông qua cái gì ấy nhỉ? Glycoprotein. Vẫn qua cái chất màng thứ hai. Đúng rồi, chất tiền thứ hai nhá. Đấy là hoạt hóa một cái enzyme có ở trên màng. Mà về tác dụng của nó ở đây thì tăng hoạt động của bơm iốt này, làm tăng khả năng bắt iốt, bằng tăng gắn iốt vào tyrosine, làm tăng tổng hợp hormone và tăng phân giải tyroglobulin dự trữ ở trong lồng năng để giải phóng ra hormone. Những phần này là phần trong hóa sinh, là trong hóa sinh
Nếu như các bạn đã học rồi thì nhờ. Hóa sinh đã học đến hormone chưa? Rồi ạ. Đang học rồi đúng không? Ừ. Thế thì nó có những tác dụng đồng thời như thế này. Đối với là của TSH của tiền yên. À, TSH tiền yên. Đấy. Thế như vậy nếu như làm tăng được hoạt động của anh này lên thì hormone giáp này sẽ được tung vào máu. Mà tung vào máu thì lúc đó sẽ có tác dụng trên trên tuyến đích của nó như thế nào. Thì tí nữa sang phần tuyến giáp chúng ta sẽ nói phần này. Điều hòa bài tiết anh này do TRH và hormone đích theo cơ chế điều hòa ngược. À, điều hòa ngược. Sau đó hormone thứ ba đó là kích vỏ thượng thận tối và kích vỏ thượng thận ACTH. Anh này cũng là một polypeptide. Vâng, polypeptide. Về tác dụng của anh này làm tăng sinh lớp bó và lớp lưới, hoạt hóa enzyme protein kinase để tổng hợp và bài tiết hormone vỏ. À, anh này có tác dụng rất là hay, đó là gì? Cái ACTH này nhé, nếu như thiếu này, đây, tác dụng của nó lên não, làm tăng quá trình học tập và trí nhớ, tăng quá trình học tập và trí nhớ. Thế do vậy cho nên nếu như nồng độ ACTH này mà giảm thì sẽ ảnh hưởng đến cái gì đấy? Nhớ. Cái gì? Nhớ. Ừ đấy, trí nhớ. Nha. Ảnh hưởng đến trí nhớ đấy. Tại sao cứ hay quên? Phải định lượng lại cái này xem như thế nào. Nếu như chúng ta đang trẻ như thế này mà học chả nhớ được cái gì cả. Ừ. Cứ nói trước quên sau, nói trước quên sau. Liên tục như thế nhé. Thì phải xem lại, xem là ACTH có bình thường không? Ở đây. Đến đây thì chúng ta nói đến vai trò của ACTH này đối với quá trình sản xuất ra melanin. Melanin nó là cái gì? Là phân bố sắc tố trên bề mặt của biểu da để quyết định màu da nhé, quyết định màu da. Đấy, là nó kích thích tế bào sắc tố sản xuất melanin. Đấy, anh ACTH là kích thích quá trình bài tiết melanin. Và cái vai trò của melanin này là phân bố sắc tố ở trên bề mặt của biểu da. Đấy. Thế bây giờ nếu bị thừa vào hoặc là thiếu anh ACTH này thì sao? Nếu thiếu ACTH này, đấy thì các tế bào này vào nó có được phân bố đều cái sắc tố trên da không? Không, nó không có, nó thiếu. Nó thiếu như thế thì gây nên bệnh bạch tạng. Còn nếu thừa thì sao? Thừa ACTH thì sao? Nó ra nó kiểu mảng sắc tố đám đi ở cô. Ừ đấy, nó có những cái mảng sắc tố đây. Thế bây giờ ta thấy là đi ra ngoài mà nhất là đi ra ngoài mà phơi nắng nhiều, về tiếp xúc nhiều ánh sáng mặt trời thì anh này nó càng xuất hiện nhiều hơn. Nha, nhiều hơn. Đấy, do vậy trong phần này là phần mà chúng ta thấy nó có nhiều cái liên quan tới lâm sàng rồi đây. Nha. Điều hòa bài tiết của anh này do CRH cortisone của tuyến đích, đó là vỏ thượng thận, nó bài tiết và điều hòa bài tiết này. Đấy là cái tố thứ ba. Sang cái tố thứ tư là hormone kích thích tuyến sinh dục. Nào, thế cái tuyến yên này nếu chịu sự chi phối của cái tố GnRH thì cái này sẽ bài tiết ra hai cái tố, đó là FSH và LH. Thế bản chất của anh này đều là glycoprotein cả. À, tác dụng của anh này, tác dụng của FSH và LH, thứ nhất là trên tuyến sinh dục nam thì nó kích thích, vòng FSH này sẽ kích thích ống sinh tinh phát triển và kích thích tế bào Sertoli bài tiết tinh trùng, kích thích ống sinh tinh vào ống sinh tinh để phát triển. Còn LH này thì kích thích tế bào lây đích. Tế bào lây đích này nằm ở đâu nhỉ? Nằm xen kẽ giữa các ống sinh tinh để bài tiết ra kích tố nội tiết, đó là testosterone. Nhưng phần này thì chúng ta thấy là anh này mới là cái giai đoạn đầu thôi, ở giai đoạn đầu thôi. Còn lên tuyến sinh dục nữ thì nó kích thích noãn phát triển, FSH này kích thích noãn phát triển, kích thích tăng sinh tế bào hạt và tạo thành vỏ noãn. Còn LH này phối hợp với FSH để phát triển noãn thứ 9 và gây phóng noãn. Thì phần này là đến phần chu kỳ kinh nguyệt chúng ta sẽ phối hợp giữa tuyến yên, đầu hormone của tuyến yên, hormone buồng trứng và sự phát triển của niêm mạc tử cung để thấy một cách logic nó chỉ đạo từ tuyến yên xuống lên tuyến dưới này như thế nào nha, như thế nào. Phần này chúng ta sẽ nói kỹ nó ở phần sinh sản sau. Các bạn đọc ở chỗ này thì nó cũng chỉ có ít thôi, nó không có vấn đề gì.
Đây, thì cái nồng độ của FSH và LH này ở từng thời điểm hay là từng giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt ấy, nó khác nhau. Đấy, anh này nó khác so với testosterone. Testosterone là nó có ngay trong thời kỳ bào thai này. Sau đó đến tiền dậy, đến tuổi dậy thì trở đi thì bắt đầu nó được bài tiết và nó liên tục suốt đời. Thế còn anh này thì lại nó bài tiết, cái nồng độ của nó sẽ khác nhau. Sẽ khác nhau ở từng thời điểm. Đây là một cái chu kỳ kinh nguyệt thôi. Ở giai đoạn thứ nhất nó khác, nồng độ đỉnh khác. Ở giai đoạn thứ hai của chu kỳ kinh nguyệt khác. Mà nhìn trên đây chúng ta đã thấy ở nam giới nó có LH và FSH. Thế như vậy thì ở trên cơ thể nam giới có nồng độ kích thích sinh dục nữ không? Có không? Có. Ừ. Có. Có nhưng mà nồng độ như thế nào thôi? Rất là thấp rồi nha, rất là thấp rồi. Đấy, nó có. Và ngược lại trên cơ thể nữ có kích thích sinh dục nam không? Có. Có, nhưng mà cũng rất thấp. Tại sao nó lại có nhỉ? Do cái gì nó bài tiết? Tự nhiên nữa. Không. Tuyến sinh dục. Ừ. Vâng. Thôi được, không đến tùy thường thận, đến chắc nó phần tùy thường thận, chúng ta sẽ trả lời câu này nha. Điều hòa bài tiết này do kích tố của vùng dưới đồi, đó là GnRH, nó điều hòa. Và thứ hai là điều hòa đây, với hai kích tố này nó có cả cơ chế điều hòa ngược dương tính và điều hòa ngược âm tính nha. Nên tuyến sinh dục nó có cả anh này rồi. Và đây với chu kỳ kinh nguyệt nha, với chu kỳ kinh nguyệt thì nó bắt buộc nó phải có anh này. Cả hai cơ chế là điều ngược dương tính và điều ngược âm tính. Âm tính. Đấy là cơ chế, và đấy là cái hormone thứ tư. Sau hormone thứ năm, đó là hormone kích thích bài tiết sữa, prolactin. Prolactin thì bản chất của nó vẫn là protein thôi nha. Tác dụng của anh này là kích thích bài tiết sữa trên tuyến vú đã chịu tác dụng của estrogen và progesterone. Thế nếu như tuyến vú mà chưa chịu tác dụng của hai kích tố sinh dục nữ này thì sao? Nó có bài tiết ra được? Không, không bài tiết được sữa. Đỡ không? Không đâu nha. Không đâu. Vì có những người thì cái bầu vú rất là lớn nhưng mà lại không có sữa. Đấy, không có sữa bởi nó thiếu hay này. Bình thường thì nó bài tiết về nồng độ rất thấp thôi, nhưng khi có thai thì tăng tuần thứ 5 cho đến khi sinh. Vào. Em vì thế cho nên là trong cái tháng cuối của thời kỳ có thai có thể là sữa nó được tổng hợp nhiều ấy, nó cũng có thể là bài xuất ra ngoài ấy. Nha. Có những người người ta nằm đêm ngủ thôi nhưng mà lượng sữa được bài xuất ra ngoài cũng rất là nhiều. Nên cái này là cái mà chúng ta hay gặp ở trong lâm sàng, hay gặp trong lâm sàng ấy. Điều hòa bài tiết này là do TRH bằng TRH của vùng dưới đồi nhé. Và pH của vùng dưới đồi nó điều hòa. Thứ hai nữa là khi kích thích vào núm vú ấy, thì sẽ gây tăng tiết prolactin và kích thích vào núm vú. Thế do vậy cho nên điều trị ở những người mà bị tắc sữa hoặc là căng cứng nhiều đấy, thì lúc này người ta lại vê cái đầu vú này làm sao để cho prolactin này nó được sản xuất ra nhiều lên, và nhiều lên như vậy sữa sẽ được tổng hợp vào bài tiết. Nha, tổng hợp vào bài tiết. Còn bài xuất nó ra bên ngoài thì tí nữa ta nói đến vai trò của đây, đến tiếp theo đến của Thùy sau Tiến Yên đây. Đồng Thùy sau Tiến Yên. Thế như vậy kích tố của Thùy trước Tiến Yên chúng ta có mấy kích tố nhỉ? Điểm lại cho cô xem nào. Thì trước Tiến Yên chúng ta có mấy kích tố? Mấy? LH của Tiến Yên nhé. Thứ hai là gì? TSH này. Thứ ba? ACTH này là kích vỏ thận thận tố này. Thứ tư? FSH và LH. Thứ năm? PRH. Prolactin. Prolactin chứ. Không, ở đây không có R nữa nhé. R là chỉ có ở đâu thôi. RH là chỉ có ở đâu? Thế nào? Tuyến sinh dục ạ. Không.
vùng dưới đồi chứ, hay hypothalamus chứ. Tích tố giải phóng và ức chế chỉ có ở vùng dưới đồi. Còn đến tuyến yên này không có kích tố RH ở đây nữa. Hiểu chưa? ERH ạ. À P. Ừ. Đấy là prolactin. Đúng rồi. Thế giờ chúng ta sang thùy sau của tuyến yên. Chúng ta nói đến hai cái tố. Cái tố thứ nhất là ADH. ADH thì chúng ta làm quen rồi. Đúng không? Nó có tác dụng làm gì nhỉ? Tăng hấp thu nước. Tăng hấp thu natri và bài tiết cao. Nước. Nước chứ. Cái này không có natri. Natri phải qua gì? Natri là chúng ta lại nói qua anh nào rồi? Aldosterone. Aldosterone chứ. Aldosterone. Ừ. ADH là anti mà. Diuretic hormone mà. Đi làm cô đặc nước tiểu cơ mà. Thế thì phải nói đến vai trò của nó đối với tái hấp thu. Nước ở đâu? Ở ống góp. Lượng sao và ống góp. Đúng rồi, ống lượng sao và ống góp nha. Thế ngoài ra thì người ta thấy nó còn có một vai trò nữa, đó là gây co mạch toàn thân làm tăng huyết áp. Nếu như nồng độ ADH này là cao, nồng độ cao thì nó lại có tác dụng tiếp nữa là làm tăng huyết áp. Đấy, do co mạch toàn thân. Nha. Thế về điều hòa bài tiết của nó bằng áp suất thẩm thấu. Khi áp suất thẩm thấu mà thay đổi thì anh này cũng sẽ thay đổi. Nha. Nếu như áp suất thẩm thấu mà tăng thì tăng tiết ADH hay giảm tiết ADH? Áp suất thẩm thấu tăng à? Ừ. Tăng tiết hay giảm tiết? Tăng. Tăng hay giảm? Tăng. Tăng đúng rồi. Áp suất thẩm thấu mà tăng có nghĩa là thể tuần hoàn đáng giảm. Nồng độ ion thẩm... đáng tăng. Đúng không? Nồng độ ion natri đang tăng. Tăng như vậy phải để tăng tiết nát vào ADH để mà nó tái hấp thu nước về. Đúng không? Này. Thể tích máu mà giảm từ 15 đến 25% thì tăng tiết ADH. Đúng không nhỉ? Cái này là do thận nó điều hòa bài tiết theo cái hệ gì rồi? Hệ gì đấy? Huyết áp mà giảm đến huyết áp trung bình là bao nhiêu? Huyết áp trung bình giảm bao nhiêu thì lúc đó nó mới bài tiết anh này. Nó điều hòa bài tiết theo hệ renin angiotensinaldosterone nhé. Dưới 70. Đấy. Sau thứ hai là kích tố oxytocin. Đấy, bản chất của anh này cũng là peptide. Tác dụng của anh này là gây co cơ tử cung, khởi phát quá trình sổ thai. Khởi phát quá trình sổ thai cho nên người ta gọi là yếu tố thúc đẻ. Và cầm máu sau bong rong. Đấy, cầm máu sau bong rong. Nhưng phần này là phần bây giờ các bạn cứ công nhận đã. Sang phần tiếp theo, đó là phần sinh sản. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp vào phần này. Về bài xuất sữa, như ban nãy ta nói prolactin bên trên là tổng hợp và bài tiết. Thì đến đây nếu như không có vai trò của oxytocin thì sữa cũng khó được bài xuất ra ngoài. Đấy, bài xuất và bài tiết nó khác nhau không? Có. Nó nhau nhiều. Nhau như nào nhỉ? Cái bài tiết là vẫn còn giữ lại một ít, còn bài xuất là cho ra hết. Giữ ít thôi á, nguyên ở đấy chứ. Nói chung là nó vẫn còn chữ lại. Nó tích lại ở trong cái ống tuyến ấy. Nhưng còn bài xuất ra phía bên ngoài này thì phải là do oxytocin nha. Bài xuất ra ngoài. Đấy. Một cái nữa của oxytocin này nó cũng ảnh hưởng tới học tập và trí nhớ cũng như hoàn thiện với kỹ năng lao động. Nó giống anh nào nhỉ? Anh giống cái này, giống ACTH. Đúng rồi, giống ACTH của tiền tự nhiên này. Điều hòa bài tiết anh này thì do phản xạ kích thích vào tuyến vú hoặc là đầu vú thì sẽ bài tiết oxytocin. Thế do vậy cho nên là khi mà khởi động quá trình chuyện ra đẻ này thì sau chúng ta sẽ nói là do hai kích tố của buồng trứng ấy, progesterone và estrogen với tác dụng của hai này khác nhau thì cô sẽ nhắc cho các bạn ở phần sau. Nhưng ở đây bảo tại sao kích thích vào đầu vú bảo thì bằng cái phản xạ của đứa trẻ nó mút vú mẹ mà. Thì làm sao? Thì oxytocin này càng được bài tiết nhiều hơn. Bài tiết nhiều hơn như vậy thì nó sẽ thúc đẩy một là cái quá trình cầm máu sau đẻ này được thuận lợi. Đúng không nhỉ? Làm con cơ tử cung mà. Thế hoàn toàn theo cơ chế tự nhiên nhé. Thứ hai nữa là sữa được bài xuất ra ngoài nhiều thì lúc đó nó lại gọi cái khả năng tổng hợp và bài tiết của prolactin nhiều hơn. Đấy. Còn nếu như những người phụ nữ nào mà không cho con bú ở đây thì dần dần
sữa nó sẽ như thế nào đây? Sữa sẽ như thế nào? Ứ lại. Mất sữa nó sẽ mất đi chứ. Nó sẽ mất chứ. Có đúng không? Vì nó không được bày xuất ra ngoài mà không cho con bú. Đấy, thế người nước ngoài ấy. Người nước ngoài hoặc là một số những cái người phụ nữ ở mình bây giờ cũng học theo cái kênh phong cách Tây ấy, không cho con bú. Không cho con bú thì nó cũng tương tự như này đây này nhá. Là không gọi được anh này về, mà không gọi được thì không có quá trình tổng hợp của bài xuất bài tiết sữa nữa nhá, bài tiết sữa. Đấy là hormone của thủy trước và thủy sau tuy nhiên. Nào, hormone thủy trước và thủy sau. Thì tương tự như thế thì cái bệnh nếu như bị rối loạn chức năng hoạt động của tuyến yên thì nó sẽ gây nên thứ nhất đó là bệnh khổng lồ. Bệnh khổng lồ là gì? Là do ưu năng tuyến yên trước tuổi dậy thì. Là do thừa cái gì đây nhỉ? Thừa cái gì? GH à? GH đúng rồi. Nhưng mà thừa GH thì ngoài cái làm cho cơ thể phát triển một cách vô hạn độ đi thì nó còn kéo theo rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là chuyển hóa nào nhỉ? Chuyển hóa như nào nữa? GH chuyển hóa đường đúng không? Với lần chuyển hóa đường vì nó làm tăng đường máu. Thứ hai là nếu như trước tuổi dậy thì mà lại thiếu anh này, mà nãy cô nói thì nó lại làm sao? Lùn. Lùn. Và lùn này nếu như các bạn đọc ngay trên Facebook ngày hôm qua, cô thấy có một cái dàn nhạc toàn người tí hon, rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta thấy là do dịch bệnh chúng ta không giao lưu được với miền trong kia. Nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, ở cơ sở Đầm Sen ấy, nó có một cái dàn nhạc mà toàn người lùn ấy. Người ta hay biểu diễn cái tiết mục Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn ấy. Toàn những người, thế với người lùn và cái người bị khổng lồ này, lùn thiếu niên và khổng lồ. Thì người ta thấy là cái người lùn thiếu niên này về trí tuệ người ta vẫn phát triển bình thường. Chỉ có là chiều dài của các xương dài ấy nó không được cốt hóa, đúng không? Nó không dài ra được nên người ta sẽ lùn. Thế còn ưu năng tuyến yên mà sau tuổi dậy thì nào, anh trước tuổi dậy thì phát triển vô hạn độ nhé. Sau tuổi dậy thì sao? Sau tuổi dậy thì lại làm sao? Vẫn được tăng cốt hóa của ấy. Đúng. Nó có tăng đấy không? Sau tuổi dậy thì rồi thì làm gì còn cốt hóa được nữa. Sau tuổi dậy thì là tất cả các xương gần như là hết cốt hóa rồi. Thế lúc này nó lại cốt vào đâu cơ? Nó lại làm to anh nào? To tất cả ở những cái cực nào ở đầu chi ấy. Ở ngón tay chúng ta nhé. Đây, ngón tay, ngón chân này. Thì cái cực đầu chi này là nó sẽ to phình ra. Và phình ra như vậy cho nên người ta gọi đây nó là bệnh dùi trống. Nhìn thấy chân tay người ta to ra như thế có nghĩa là nó là cái bệnh. Bệnh gì? Ưu năng tuyến yên sau tuổi dậy thì rồi. Nếu nhược năng tuyến yên sau tuổi dậy thì gây nên bệnh gầy Simon, nghĩa là lúc này cái tổng hợp protein nó kém quá rồi. Còn nếu như mà tổn thương thùy sau tuyến yên thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái gì đây các bạn? Mà gây nên bệnh đái tháo nhạt à? Trực tiếp đến cái gì? Androsterone. Đúng, sao lại androsterone? ADH. ADH chứ. ADH nhiều. ADH thì nó làm cho lượng nước tiểu sẽ như thế nào? Tăng lên hay giảm đi? Tăng lên. Tăng lên. Vì lượng nước có được tái thu nữa không? Không ạ. Vì chúng ta nhớ là lưu lượng nước mà đi từ đi qua ống lượn xa ấy, từ quay lên mà tới ống lượn xa, lưu lượng của nó là bao nhiêu? 20 ml trong một phút này. Thế trong đó chỉ có 2 ml là hòa tan cái chất thôi, còn lại 18 ml này phải được tái hấp thu. Thế nếu như đến đây mà nó thiếu vai trò của ADH, ống lượn xa và ống góp này, thì lượng nước tiểu sẽ đào thải đi rất nhiều, đúng không? Gây bệnh đái tháo nhạt. Nhạt nghĩa là nó không mặn, vì lượng nước nó nhiều thì nó pha loãng nước thành phần này đi thôi. Thế đấy là hoạt động của tuyến yên. Thế như vậy chúng ta được hai tuyến, tuyến chỉ huy đầu đàm bên trên là vùng dưới đồi nhé. Tuyến trung gian là tuyến nào? Tuyến yên. Thế bây giờ sang chỉ đạo của tuyến yên đối với tuyến đích. Tuyến đầu tiên chúng ta nói đến đó là tuyến giáp. Nào, tuyến giáp. Tại sao gọi nó là tuyến giáp nhỉ? Nằm ở sụn giáp. Nằm ở phía trước của sụn giáp, nó che chắn cho cái sụn giáp này. Và thứ hai nó giống như cái áo giáp của cái người đi ra trận. Có hình dung ra cái áo giáp của những người ra trận không?
Ừ, đấy thì nó được che chắn vào ở trước cái sụn giáp đây. Thế trong đường của anh này nó chỉ khoảng 20 đến 50 gram thôi. Vâng. Thế và tế bào nang thì nó bài tiết ra T3 và T4. T3 là gì và T4 là gì nhỉ? T3 đọc là gì? Tại sao lại gọi 3? Thế nào gọi 4? Nói đến kích tố tuyến giáp thì bao giờ chúng ta nói đến hai cái kích tố đó là T3 và T4. Ừ. T3 đọc là tri-iodotyrosin. Thế còn T4 là tetra-iodotyrosin. Là người ta dựa vào sự gắn iốt, gắn 3 hay là gắn 4 iốt vào trong cái nguyên liệu của nó là tyrosine nha, tyrosine. Hai tyrosine này nó trùng hợp với nhau, nếu như có 3 iốt thì người ta đọc đây là ti bằng tri. Thế còn 4 iốt là tetra và T4 nha. Quá trình sinh tổng hợp T3 T4 các bạn về đọc ở trong phần hóa sinh nhé. Về nhu cầu và sự phân bố iốt ở trong cơ thể chúng ta nó như thế nào. Thế nhu cầu mỗi người mỗi một tuần thì chúng ta phải đưa vào trong cơ thể chúng ta là 1 mg. Nếu như không đủ thì sẽ thiếu nguyên liệu. Thiếu nguyên liệu để làm gì nhỉ? Cái gì? Sinh tổng hợp T3 này. Ừ. Thế thì iốt bình thường nó có ở đâu? Muối ăn. Ở đâu? Canh. Ừ. Muối hả? Đâu mới là chủ yếu? Một canh à? Một canh là muối. Đúng. Trong thức ăn và trong nước uống chứ. Ừ. Thức ăn và nước uống ấy. Nha. Ừ. Thức ăn là các loại thực phẩm này. Về rau cỏ này, cái rau xanh là cũng nhiều iốt đấy chứ. Vâng. Thế bây giờ đề phòng cái thiếu iốt ấy, người ta mới trộn muối nó có iốt vào để cho chúng ta ăn, gọi là cái bột canh mà có iốt đấy. Các bạn chứ bây giờ gần như nhà nào cũng có cái này. Các bạn nào? Vâng. Ừ. Nhưng mà thử xem nó có đủ không nhá. À, thử xem là ăn có được không. Người ta pha cái NaI trên NaCl này theo tỷ lệ 1 trên 100.000. Đấy, thì chỉ cần một tí xíu vào thôi. Thế nhưng mà xem cái cách bảo quản và cách pha chế thì liệu cái iốt mà nó ít như thế thì nó còn đảm bảo được không? Có đảm bảo được không? Các bạn? Dạ, dạ. Ừ. Cách pha chế muối này để chúng ta sử dụng ấy thì nó có đảm bảo được đúng cái nồng độ này vào trong cơ thể chúng ta không? Chưa chắc. Ủa? Ừ, sao nhỉ? Sao lại chưa chắc? Vấn đề chúng ta ăn ấy. Sao lại chưa chắc? Tôi quen ăn người ăn nhạt, người ăn mặn. Không, ăn mặn, ăn nhạt thì nó là lượng nhiều vào ít. Ít hay nhiều thôi. Mà làm sao cơ? Hay là mức độ hấp thu. Ừ, để xem là cái tính chất hóa học của anh này này. Tính chất hóa học của iốt ấy. Iốt nó là một cái nguyên tố hóa học mà nó rất dễ bị thăng hoa bởi gì? Nhiệt độ cao ạ? À? Ừ. Thế mà ánh sáng cái gì nữa, nấu nướng bây giờ cho vào đun sôi sục lên điệu cũng còn không? Không ạ, ánh sáng mình cao. Bảo quản thì có lọ màu để bảo quản không? Không ạ. Ừ, thế nên là cái lượng iốt nó bị bay hơi đi rất nhiều rồi, đúng không? À. Rất nhiều, nên là đấy là những phần mà nếu như người nào cần thì sẽ thiếu, còn rất may là nhiều người không cần chứ. Thế bây giờ nó cứ đưa vào nhiều thì nó thừa ra thì cũng nguy hiểm, đúng không? Này, nồng độ T3, T4 ở trong máu này, theo lứa tuổi nhé. Thế bây giờ các bạn nhìn trên cái bảng kết quả này, thì chúng ta thấy là nồng độ T3 và T4 có khác nhau không? Có. Ừ, anh nào nhiều hơn? T4. T4 nhiều hơn đi gì? Vâng. Nhiều hơn rất nhiều đấy, so với T3. Thế nhưng mà thực ra thì tác dụng của T3 lại mạnh hơn T4 rất nhiều. T4 nó chiếm đến 80% so với T3. Thế nhưng mà cái tác dụng thì của T3 nó mạnh hơn rất nhiều so với T4. Đấy, là hai anh này nó cũng có hỗ trợ. Thế về tác dụng của kích tố giáp là tyrosin. Đọc cái tên của kích tố tuyến giáp đó là tyrosin. Nha, tyrosin. Đấy, tyrosin là nguyên liệu để gắn iốt. Khi nó trùng hợp vào rồi thì nó tạo thành tyrosin.
Thế về tác dụng, đầu tiên chúng ta nói đến tác dụng của anh này làm phát triển cơ thể. Thế đến đây chúng ta thấy có hai loại làm phát triển cơ thể. Một là của GH tiền niên và hai là của tuyến giáp. Thế thì hai này nó có gì khác nhau không? Có gì khác nhau không? Nào, thì người ta thấy là anh GH grow lên, vâng, grow. Thế còn anh này làm tăng tốc độ phát triển, vâng, tăng tốc độ phát triển. Thứ hai là nó thúc đẩy phát triển não trong thời kỳ bào thai và những năm đầu sau sinh. Vâng, phát triển não trong thời kỳ bào thai và những năm đầu sau sinh. Thế não ở đây, vâng, và những năm đầu sau sinh này, cho nên là với vai trò của tuyến giáp như vậy, nếu thiếu giáp thì trẻ này sẽ chậm phát triển. Vâng, trẻ sẽ chậm phát triển. Thế do vậy cho nên người ta mới đưa cái chương trình là toàn dân ăn muối iốt, và nhất là các bà mẹ vâng trong thời kỳ mang thai thì cần bổ sung iốt vào để làm gì đây, để cho thai nó phát triển bình thường, nhất là phát triển não, có đúng không? Thế nhưng ở đây nó có một cái điểm khác giữa cái GH của thanh niên và cái kích thước tuyến giáp này, thì một anh làm phát triển như của GH là phát triển vô hạn đây, nhưng còn anh này thì lại vừa phát triển nhưng vừa biệt hóa, vừa biệt hóa. Thế ở một cái thí nghiệm người ta làm như thế này là người ta bắt một cái con nòng nọc ấy, các bạn có biết con nòng nọc nó như nào không? Con nòng nọc và cái nòng nọc là nó gồm có mấy phần, mấy phần? Hai. Đầu và phần đuôi. Ừ, đuôi nó nhỏ, đầu to đúng không? Và màu nó như nào? Màu đen. Màu đen rồi. Đấy, thường là ở những cái vũng nước nào mà nó cứ vũng nhiều ấy. Chúng ta ở nhà quê thì mình có, nhưng mà thành phố này thì bây giờ không có chỗ để mà đọng nước. Nhà ống hết rồi, có đúng không? Thế thì người ta bắt cái con nòng nọc nhé, cho vào một cái môi trường nước người ta nuôi. Sau đó thả vào đây, nhỏ vào trong cái dung dịch nuôi này một vài cái giọt kích tố tuyến giáp. Thì người ta thấy là cái con nòng nọc đang bình thường như thế, cho nó vào trong môi trường mà lại có thêm kích tố tuyến giáp này, thì cái đuôi của con nòng nọc này bị đứt đi, và con nòng nọc này sẽ trở thành con ếch. Yeah. Đấy là nó biệt hóa từ con nòng nọc này trở thành con ếch. Nhưng ngược lại, cũng ở cái con nòng nọc như thế, người ta cắt cái tuyến giáp của nó đi, sau đó vẫn cho vào trong môi trường nước nuôi nó, vào trong môi trường nuôi nó mà có cái tố tuyến giáp, thì con nòng nọc này sẽ không bị đứt đuôi để trở thành con ếch được nữa, mà nó lại trở thành con nòng nọc khổng lồ. Con nòng nọc khổng lồ. Thế do vậy cho nên người ta mới thấy là cái vai trò của tuyến giáp này nó vừa có tác dụng phát triển nhưng lại vừa có tác dụng biệt hóa. Biệt hóa. Đấy. Đấy là phát triển nhé. Nó khác so với anh GH đấy. Thứ hai là tác dụng lên chuyển hóa. Cái chuyển hóa thì nó làm tăng chuyển hóa hầu hết các mô, làm tăng chuyển hóa cơ sở. Thế về chuyển hóa cơ sở bình thường của người chúng ta ấy, của cả nam này, cộng trừ 10%. Nhưng với những người bị ưu năng tuyến giáp này thì có thể lên tới dương 30, dương 40, thậm chí đến dương 80%. Bảo, tại sao nó như thế? Thì tí nữa chúng ta sẽ nói tiếp. Tăng tốc độ phản ứng hóa học, làm tăng tiêu thụ và thoái hóa thức ăn để cung cấp năng lượng. Tăng số lượng và kích thước của các ti thể, cho nên làm tăng tổng hợp ATP. Đấy, vai trò của kích tố tuyến giáp nó có rất nhiều những vai trò hay. À. Do vậy cho nên trong ưu năng tuyến giáp thì ti thể sẽ phồng to lên. Mà khi phồng to lên như vậy, nó làm mất cân bằng giữa hai quá trình oxy hóa và quá trình phosphorin hóa. À, cụ thể, làm tăng cường quá trình oxy hóa và làm giảm quá trình phosphorin hóa. Bình thường thì hai quá trình này nó phải như thế nào với nhau nhỉ? Các bạn nhỉ? Bình thường hai quá trình này như thế nào với nhau? Hai quá trình oxy hóa và quá trình phosphorin hóa như thế nào với nhau? À, song song với nhau ạ. Ừ, song song có nghĩa là cái tỷ số này nó phải bằng bằng mấy? Oxy hóa trên phosphorin hóa phải bằng bao nhiêu? Một ạ. Một, đúng rồi. Bằng nhau như là bằng một. Nhưng ở đây nếu như nó là mất cân bằng mà nó lại tăng oxy hóa, giảm phosphorin hóa, thế thì cái phân số này sẽ nhỏ hơn 1 hay lớn hơn 1? Lớn hơn 1. Lớn hơn 1, đúng rồi. Lớn hơn 1 như vậy thì năng lượng sẽ mất đi dưới dạng nhiệt. Do vậy cho nên ở những cái người
mà u năng tuyến giáp ấy, chúng ta sờ vào cái người này thì cảm nhận được cái gì ở đây? Nóng. Năng lượng nó thừa mất đi dưới dạng nhiệt như vậy thì cái người này sẽ nóng bỏng. Ừ. Thân nhiệt của người ta sẽ tăng, đúng không? Nóng hơn. Đấy. Một cái nữa là hoạt hóa bơm natri kali ATP để làm tăng vận chuyển natri và kali qua màng tế bào. Thế như vậy để làm gì nhỉ? Tăng vận chuyển natri kali qua màng tế bào. Làm gì? Tăng dẫn truyền xung động thần kinh chứ. Vâng. Cái anh này là xuất hiện điện thế này, điện thế hoạt động đây này. Đúng không? Vâng. Ừ, tăng điện thế hoạt động do vậy cho nên với những cái người này, với những kích thích rất là nhỏ thôi, người ta cũng dễ, rất dễ có những cái phản xạ lại, đáp ứng lại ngay lập tức. À. Đấy, nên là hoạt hóa bơm natri kali ATPase. À. Đối với quá trình chuyển hóa hydrocarbon thì anh này cũng làm tăng thoái hóa glucose ở tế bào này, tăng tạo đường mới, tăng phân giải glycogen, tăng hấp thu glucose ruột. Và như vậy thì nó cũng làm tăng nhẹ đường máu nha. Thế như vậy cũng giống như GH thì anh này cũng làm tăng đường máu nhưng mà tăng nhẹ hơn thôi nha. Tác dụng lên lipid. Vâng, tác dụng lipid làm tăng thoái hóa lipid này. Vâng, tăng thoái hóa lipid dự trữ để giải phóng axit béo tự do. Cái nguồn này nó sẽ tăng lên. Tăng lên như thế thì sao? Thì nó lại làm rối loạn quá trình chuyển hóa tiếp theo nữa ấy. Tăng oxy hóa axit béo tự do ở mô. Đấy. Tăng oxy hóa axit béo tự do ở mô để làm gì đấy? Tăng quá trình oxy hóa thì lại để làm tăng gì? Tăng năng lượng. Có đúng không? Nhưng vai trò của tuyến giáp thì lại cái tố tuyến giáp làm giảm cholesterol, phospholipid và triglyceride, làm giảm nhé. Đấy, anh này lại làm giảm đi vai trò của anh này để cân bằng lại này. Do vậy cho nên trong nhược năng tuyến giáp thì nguy cơ sẽ gây hiện tượng gì đây? Vừa động mạch. Ừ, tại sao thế? Bởi vì là nó giảm thoái hóa cholesterol thì cholesterol sẽ giữ lại được ở trong thành mạch thì tăng nguy cơ gây sơ vữa. Đúng. Nó làm giảm thì nó cân bằng lại được để nó giữ cho nồng độ ổn định chứ. Nhưng bây giờ thì nhược năng nhé. Thì anh giảm này không có nữa. Thì nồng độ anh này sẽ tăng lên chứ. Nồng độ, vâng. Ý em là nồng cholesterol nó tăng lên ở trong. Ừ, tăng lên đúng rồi. Thì nó lắng động. Thì nó lắng động lại ở thành mạch gây ra các bạn sơ vữa. Đúng rồi, gây ra sơ vữa. Mà hậu quả của sơ vữa thành mạch như thế nào? Thì gây ra các cơn đột quỵ. Ừ đấy, nó gây máu cơ tim mà nó sẽ ghét. Ừ, đúng không? Đối với chuyển hóa protein thì vừa tăng tổng hợp vừa thoái hóa. Đây, tác dụng lên tim. Nên giãn mạch ở hầu hết các mô, làm tăng nhịp tim và tăng sức co bóp của tim. Tăng nhịp nhé, tăng sức co bóp. Thế do vậy cho nên nhịp tim bình thường nó là bao nhiêu? 75 lần trên phút. Ờ, từ 70 đến 80 nhá, 75 lần trong một phút. Thế nên nhịp tim nó nhanh. Sức co bóp của tim lại mạnh, tăng cả sức co bóp. Đấy, thế do vậy cho nên chúng ta mới ở đây, ở những cái người bị ưu năng tuyến giáp, thì thường là anh này nó cũng tăng lên. Và tăng lên thì cái biếu cổ này nó chưa thể hiện nhiều, mắt nó chưa lồi ra nhiều, cho nên chúng ta lại nghĩ đến cái tim nhiều hơn mà đi điều trị cái tim chứ lại không điều trị về tuyến giáp. Nha, đấy là những cái làm chậm lại quá trình điều trị của những anh này. Tác dụng lên hệ thống thần kinh cơ. Là tác dụng lên thần kinh trung ương, lên chức năng cơ. Đấy. Ở đây về thần kinh, nó tăng cả kích thước và chức năng của não. Nhưng với tác dụng đối với cơ, chức năng đối với cơ, nếu thiếu giáp này thì giãn cơ chậm. Nhưng mà thừa thì lại run cơ nhanh và nhẹ. Thế do vậy trong thăm khám về cái người mà người ta bị ưu năng tuyến giáp ấy, thường chúng ta bảo người ta đứng ở phía trước của chúng ta, phía trước mặt. Đứng chộm hai chân lại, giơ tay lên hai bằng vai nha, giơ tay bằng vai. Thế sau đó quan sát xem cái tay của người ta xem có độ rung không. Thế thường là người ta để một cái tờ giấy lên phía bên trên và quan sát cái độ rung của tờ giấy, nó vì nó nhẹ thôi mà. Đấy, nếu như có biểu hiện của anh này có nghĩa là gì rồi đây? Nếu như tờ giấy mà có cái độ rung của nó thì có nghĩa là gì? Thừa. Nồng độ. Ờ, nồng độ hormone tuyến giáp này đã thừa đấy nhé. Nên phải đi định lượng nó xem nó là bao nhiêu. À, được. Còn tác dụng đến cơ quan sinh dục thì nó cần cho sự phát triển và hoạt động bình thường của cơ quan sinh dục. À.
Ở nam nếu như thiếu hormone giáp thì mất chức năng sinh dục và thừa thì nó gây bất lực. Còn ở nữ nếu thiếu hormone giáp thì lại gây hiện tượng băng kinh, đa kinh, thừa thì lại ít kinh, vô kinh. Do vậy cho nên nó cũng ảnh hưởng nhiều tới chức năng sinh sản cả ở nam và ở nữ nha, cả nam và nữ. Nào, thôi bây giờ chúng ta nghỉ tí đã nhỉ, còn phần rối loạn nếu không nói hết thì nó lại muộn quá. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ đấy nhé. Dạ. Để nào 15